Hi, xin chào mọi người. Merry Christmas everyone. Hôm nay là ngày 24 tháng 12 năm 2021, cũng là ngày thứ 6 Christmas Eve ở Mỹ này. Cho nên là stock market đóng cửa nha mọi người. Không biết là sáng nay có anh chị nào nhảy vào coi thử stock nó lên xuống như thế nào, Tesla có lên tiếp hay là không. Hai ngày vừa rồi nó lên quá trời lên. Chắc là hôm nay nó không có lên đâu mọi người, tại vì nó đóng cửa rồi, không có lên được. Hy vọng là tuần tới nó lên thêm. Nhưng mà trong video này mình sẽ không có nói đến stock, nhưng mà mình muốn cho mọi người biết là những cái coin mà mình đã mua trong những tuần vừa rồi. Thì các bạn biết là trong vòng khoảng hơn một tháng vừa rồi, khi mà Bitcoin bị rớt xuống mạnh từ mức giá là gần 70.000, 69.000, rớt xuống all the way là khoảng 45, 46.000. Rồi trong vòng hơn một tháng vừa rồi thì nó trade sideways ở mức giá là khoảng 46 đến 48.000. Thì ngày hôm qua nó đã có một cái bứt phá lên đến mức giá là 51.000. Và tất nhiên thì những cái coin khác cũng lên theo, trong đó có Ethereum, một vài cái coin mà mình mua trong thời gian vừa rồi cũng lên rất là mạnh, trong những một hai ngày vừa rồi cũng lên rất là nhiều. Và mình cũng muốn chia sẻ những cái coin mà mình mua mạnh tay trong vòng hơn 1-2 tuần vừa rồi. Thì các bạn biết là crypto market vào năm 2021 này nó không còn giống như lúc trước nữa. Nó đã có rất nhiều tập đoàn, công ty lớn, tập đoàn lớn nhảy vào để mà tham gia vào những cái cryptocurrency này, mua và bỏ tiền vào đầu tư. Trong đó có những cái công ty cực kỳ lớn, ví dụ như Tesla này, Square này, PayPal này, và cũng kéo theo rất nhiều nhà đầu tư số tiền của người ta vào trong những cái cryptocurrency này, đặc biệt là Bitcoin, Ethereum. Và hiện tại cho đến lúc này vào năm 2021 này, những cái cryptocurrency, đặc biệt là Bitcoin và Ethereum, không còn là những cái coin mà người ta thường gọi là gamble như là những năm trước. Khi mà người ta đầu cơ vào, nó lên, nó xuống rất là bất thường. Đặc biệt 2017, pump and dump một phát, bán nhà, bán cửa, bán xe luôn. Nhưng mà đến năm này, 2020, 2021, thì những cái cryptocurrency này đã trở thành những cái tài sản có thể nói là chắc chắn hơn để mà đầu tư vào. Đặc biệt là Ethereum là cái coin number one mà mình nghĩ là mọi người cũng nên nhúng tay vào cái coin này một chút xíu. Mình nghĩ là nó không còn là một cái thứ để mà gamble, không còn một cái thứ để mà đầu cơ nữa. Mà với Ethereum mình nghĩ nó đã trở thành một cái tài sản. Và trong thời gian vừa rồi khi mà nó dip lại một chút xíu thì mình cũng đã mua thêm, bỏ vào vài ngàn để mà mua thêm Ethereum. Tuy mình là mình đã có rồi, hiện tại bây giờ mình đã nâng cái số Ethereum lên gấp 2 lần trong vòng hơn 3-4 tháng vừa rồi, khi mà mình mua thêm những cái coin của Ethereum và một vài cái coin khác luôn. Là vào năm 2021 này thì mình nghĩ là những cái cryptocurrency đã trở thành một trong những cái tài sản cực kỳ quan trọng, và có thể nói là Bitcoin và Ethereum đã trở thành hai cái coin rất là chắc chắn rồi. Tại vì nó đã thu hút được rất nhiều nhà đầu tư lớn, đặc biệt là những cái tập đoàn, những cái hedge fund manager đã bắt đầu có những cái kế hoạch để mà mua những cái cryptocurrency này vào rồi, đặc biệt là Ethereum mọi người. Mình đã đọc rất là nhiều tin tức, trong đó có rất nhiều người cách đây khoảng một năm trước thì người ta phản đối kịch liệt về những cái cryptocurrency này, nhưng cách đây khoảng hơn 1-2 tháng liên tục, trong 1-2 tháng vừa rồi thì những người này đang chờ đợi một cái dip lớn của những cái cryptocurrency, đặc biệt là người ta muốn mua Ethereum vào để mà giữ cho long term. Rất là nhiều nhà hedge fund manager đang chuẩn bị để mà mua những cái cryptocurrency này, người ta chỉ đợi một cái dip để người ta nhảy vào người ta mua thôi. Cho nên mình nghĩ là những nhà investor nhỏ như chúng ta, có thể là nhiều bạn người ta không có thích cryptocurrency, người ta chỉ thích stock thôi, tại vì nó có fundamental, nó có sẵn một cái công ty để các bạn có thể làm research. Cryptocurrency có thể nhiều người vẫn nghĩ nó quá rủi ro để mà đầu tư, nhưng khi nói đến cryptocurrency, chúng ta có tàng lang coin, có rất là nhiều coin. Nhưng mà mình nghĩ là chúng ta, mỗi người chúng ta, ai cũng nên bỏ một cái tiền vào cryptocurrency để mà đầu tư. Bây giờ mình nói là đầu tư, chứ mình không có nói là đầu cơ như là lúc trước nữa. Khi mà mình nói đến đầu tư, có nghĩa là mình đang nói đến Ethereum hoặc là Bitcoin. Cho nên nếu mà các bạn suy nghĩ về cái việc là có thể mình nên add một chút xíu nào đó của cryptocurrency vào trong cái portfolio, cái tài sản của chúng ta, thì Ethereum là một trong những cái coin cực kỳ tốt để mà mua và giữ cho long term. Bắt đầu với một cái position nhỏ nhỏ chút xíu thôi cũng không sao, 1% của cái portfolio của mọi người cũng được. Nếu các bạn có 100.000 bỏ vào trong stock market thì các bạn có thể bỏ 1.000 vào trong Ethereum cũng ok luôn, để các bạn không có miss out cái cơ hội nếu mà Ethereum nó lên 5.000 hoặc là 10.000 vào năm tới đây, 15.000 vào năm tới đây. Điều này có thể xảy ra mọi người.
Còn nếu bạn nào muốn take risk hơn thì cũng có thể bỏ một ít tiền nào đó vào trong những cái coin nhỏ hơn. Thậm chí là những cái meme coin cũng mang lại rất là nhiều return cho những người thực sự tin tưởng vào những cái coin đó. Ví dụ như là Dogecoin hay là Shiba, trong vòng một năm rồi nó có cái return cao nhất ở trong cái cryptocurrency, các bạn cũng biết rồi. Nhưng mà với những cái coin này thì mình nghĩ là nó vẫn chỉ là đầu cơ thôi. Còn nếu các bạn muốn đầu tư một cách serious vào trong cryptocurrency thì bắt đầu với Bitcoin và Ethereum đi. Sau đó các bạn tìm hiểu thêm thì các bạn có thể mua những cái coin khác nhưng mà bỏ vào ít tiền thôi. Mình cũng muốn cho mọi người xem những cái coin mà mình mua trong tuần vừa rồi luôn. Thì tuần vừa rồi mình đã mua thêm Mana này. Vừa rồi Mana xuống rất là mạnh, xuống khoảng 3 đồng thì mình cũng đã bỏ vào thêm một ít tiền và mua thêm Mana khoảng 500 đồng này. Mình cũng mua thêm Ethereum. Hơn một tuần vừa rồi thì mình cũng mua thêm Ethereum khoảng gần hai cái Ethereum, bỏ vào khoảng 7.000 mấy, gần 8.000, và mua thêm gần hai cái Ethereum trong hơn một tuần vừa rồi. Bây giờ thì mình có thể nói là mình đã nhúng tay rất nhiều vào trong những cái cryptocurrency này, số tiền mình bỏ vào trong nó cũng rất là nhiều rồi, nhưng mà may mắn là mình lời được một một ít tiền từ Shiba Inu cách đây khoảng mấy tháng trước, cho nên là số tiền này có thể nói là tiền phi. Thêm một cái coin nữa mình cũng mua tuần vừa rồi luôn, đó là cái coin Matic. Thì với cái coin này nó đang ở mức giá rất là cao, mình nghĩ là tiềm năng của nó trong vòng khoảng 2-3 năm tới thì mình nghĩ là nó có thể lên khoảng 10 đồng, 5 đồng hoặc 10 đồng. Và với cái mức giá hiện tại vào lúc này thì mình nghĩ là nó đã chạy rất là nhiều trong vòng khoảng hơn 2-3 tuần vừa rồi. Cho nên là bây giờ mình muốn nó cool down một chút xíu trước khi mình bỏ thêm tiền vào và mua thêm cái coin Matic này. Nhưng mà tương lai của nó mình nghĩ là sẽ lên gấp 2 hoặc là gấp 3 trong vòng khoảng 1-2 năm tới đây. Và cái coin cuối cùng mà mình mua trong vòng 2 tuần vừa rồi đó là Chainlink. Thì với Chainlink mình bỏ vào thêm 1.000 đồng để mà mua cách đây khoảng 2 tuần trước với mức giá là khoảng 19 đồng mấy. Bây giờ thì nó cũng lên một chút xíu nhưng mà mình nghĩ là Chainlink vào mức giá này nó đang rất là undervalue và mình thực sự rất là tin tưởng vào Chainlink. Khi mà mình mua ở những cái coin này thì trong đó có Ethereum và Chainlink là hai cái coin mà mình thực sự rất 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 là tin tưởng. Và mình nghĩ là cái độ an toàn của nó cao hơn rất là nhiều so với những coin khác. Hiện tại vào lúc này mình không giữ Bitcoin nữa, mình đã bán hết Bitcoin của mình rồi. Cho nên nếu bạn nào đang suy nghĩ là muốn mua một ít cryptocurrency để bỏ vào trong portfolio thì mình có Bitcoin này, có Ethereum và Chainlink là ba cái coin mình thực sự rất là tin tưởng và cái độ an toàn của nó mình nghĩ là cao hơn rất là nhiều so với những cái coin khác. Thank you mọi người đã theo dõi video của mình. Chúc mọi người một mùa Giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Merry Christmas, Happy New Year và chúc mọi người năm mới kiếm được thêm nhiều tiền không chỉ là từ việc đi làm, từ stock mà cũng từ cryptocurrency luôn. Thank you mọi người đã luôn luôn theo dõi channel của mình.